các bác có thể cảm nhận được cái giải chép rất là sạch và chi tiết các bác nhé. Đó, tiếng chép rất là mịn các bác ạ, các bác cùng nghe. Duy nhất có 4 chiếc các bác nhé, giá hơn 2 đồng. Đó, TSG Việt Nam, model là EQ231. Đó, dòng hàng đây là phía hàng sau này, hàng rất là đẹp các bác, hàng rất là đẹp nhá. Đó, điện 110-220 các bác nhé, auto vol rồi ạ. Xin được mến chào toàn thể các bác. Hôm nay thì bên cửa hàng lại tiếp tục về thêm được 4 chiếc lọc bài xịn các bác nhé. Dòng size 3U của dòng TSG ở Uida các bác nhé. Model là EQ231 mặt màu tím, về 4 chiếc rất là đẹp các bác ạ. Tất cả nút đầy đủ, nguyên bản hết các bác nhé. Ở đây thì em có tháo ra hết này để kiểm tra cũng như là giới thiệu tới toàn thể các bác với những dòng lọc của TSG. Với cái phiên bản này thì rất là hiếm, đời 2018 các bác nhé. Hàng rất là đẹp các bác ạ, chỉ có được 4 chiếc thôi. Những chiếc này thì em lấy là ở bên kia người ta đang chơi với những cái phòng cũng như là làm sự kiện các bác ạ. Đây, ở tai này nó vẫn còn cái ốc người ta siết này, còn cái lớp hàn nhẹ đây này. Đó, nhưng mà rất là đẹp các bác ạ. Dòng này thì cho các bác chơi sự kiện, chơi gia đình phải rất là hay, tiếng rất là sáng các bác nhé. Với dòng này dòng mạch như kiểu là dòng là Clark Technic các bác nhé. Nhưng mà dòng này thì giá rất là hợp lý các bác, chỉ hơn 2 đồng thôi các bác nhé, hơn 2 đồng thôi. Một chiếc dọc rất là đẹp để các bác chơi sự kiện cũng như là chơi gia đình. Những dòng này thì không ù xè với những cần gạt các bác nhé. Đó, cho các chơi bền bỉ và hay. Dòng này dòng điện auto các bác nhé. Đó, dòng xuất châu Âu nó sẽ là điện auto. Đó, tiếng rất là hay các bác nghe, rất là sáng tiếng thôi nhé. Đó, các bác có thể nghe cái là tem rất là sáng nhé. Đó, đây là loa bên tay trái của em này. Rất là hay, 62 cần các bác nhé. Đây là cái mặt trước của nó. Đó, mặt hay, màu tím thủy chung các bác nhé. Và đây là nội thất bên trong. Đây các bác cùng nhắm cái nội thất bên trong của nó không khác gì dòng của Clark Technic các bác nhé. Theo cái kiểu công nghệ như vậy. Đó, nguồn đây. Còn đây sẽ là bên vế bên trong. Tất cả là sử dụng IC số các bác nhé. Đó, nó không đơn giản như những cái dòng sử dụng cơ. Cơ sẽ nhiều linh kiện hơn. Còn đây nó sử dụng theo IC số và những con tụ trên đây. Đó, đó là mặt bên đằng trước các bác nhé. Ở đây thì mặt sau điện vào thì là 110-220 các bác nhé, dòng hàng chính hãng các bác nhé, của TSG luôn nhé. Đây các bác nhìn cái mặt sau rất là đẹp luôn, chiếc nào như chiếc nào các bác nhé. Vào 6 ly này, vào Canon này, ra 6 ly, ra Canon. Đó, đó tiêu chuẩn luôn các bác nhé. Ví dụ như chiếc đằng trên cùng đây là 2015 đó, series các bác nhé. Rất là đẹp. 4 chiếc này như nhau các bác nhé. Những chiếc này là bên kia người ta đang sử dụng, đó người ta bỏ xa vì sử dụng ở trên kiểu sự kiện array đấy, người ta dùng thêm để hỗ trợ tiếng mic giải rất là dày, hỗ trợ rất là tốt cho các bác chơi. Nếu mà các bác để ý thì dòng này về âm thanh nó không khác gì dòng B3 các bác ạ, dòng B3 Clark Technic, đó tiếng rất là bén, đó
rất là bén các bác cùng nghề này. Chép nó rất là mềm và sạch các bác nhé. Giá cả hợp lý các bác, nghe này các bác này. Đó, rất là sạch luôn các bác nhé, sạch và chi tiết. Cây xanh thắm màu trên con đường ngày xưa, hai ta chung lối mòn. Với dòng hàng chính hãng này thì cái chổi than nó làm rất là tốt các bác nhé, rất là tốt. Đó. Các bác sử dụng về lâu dài, kể cả dính nước nó cũng không bị mài mòn chổi than đâu các bạn. Đó, nó không như những cái dòng hàng rẻ, ví dụ như kiểu Debit nhá, thì các bác sử dụng lâu nó sẽ lẹt xoẹt chẳng hạn. Đó là cái chổi than nó bị mòn, nó hoặc là bị khô. À, những dòng này thì không có hiện tượng đó các bác nhé, rất là tốt, tất cả đều đã test hết rồi này. Đó. Em xin báo giá cụ thể các bác nhé, cụ thể của nó là 2.300.000 các bác nhé. Đó, giá rất là hợp lý, về được rẻ thì em để rẻ luôn cho các bác thôi, chỉ có 4 chiếc thôi. Đó, bên em mới về thêm được một cái lô vàng của Samsung, đã kèm thêm 4 chiếc thôi. Nói chung là thấy đẹp quá thì lấy được, vì đợt trước đây bên em cũng có làm rồi, có những thời điểm lên đến 3.200.000 một chiếc. Đó. Vâng, em cũng xin được review qua tới toàn thể các bác dòng lọc size 3U TSG USA, model EQ231, dòng hàng xuất châu Âu, điện 112-120. Các bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em các bác nhé, duy nhất 4 chiếc thôi nhé các bác nhé. Vâng, chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.